Cái này là hướng này hướng đông nè. Trước mặt mình đây là về Mỹ Thuận nha các bạn. Đây bán đối diện với trường tiểu học Hòa Khánh nha các bạn. Đây là về bến xe thành phố Sa Đéc nha. Mương là thả vô đây ngon lắm nha trời. Vốn hết 30 mà. Đâu có nhảy. Cá này cỡ 400 gram con. Hơn nửa ký nha. Cái này làm khô ngon rồi coi. Rẻ quá rồi coi, mua giùm cổ đi. Quá trời rẻ, về đủ vốn không trời. Đủ có công nuôi không? Đủ có công nuôi không? Lời hả? Giờ cái người nuôi đủ vốn không? Con cỡ nửa ký nha, khoảng nửa ký nha, nửa ký 600 nha các bạn. Có ai mua ghé đây, bà quên đó, cô cho tôi hỏi vài câu là cô bán ở đây từ là hàng ngày luôn hả? Bán từ đây từ mấy giờ tới mấy giờ? 6 giờ sáng là có bán ha. Cái lóc này dùng nào cũng có cô? Cao Lãnh nè. Lên YouTube luôn, làm quảng cáo giùm. À, lên YouTube liền mới được. Cá lóc này ngon quá các bạn, cái đầu nhím nha các bạn, chứ phải cá lóc nuôi chè nha. Phải thay nước hả? Rộng là phải thay nước hả? Rồi. Cá lóc đây. Có ai mua tiếp dùm con này nha. Anh ở đâu đi bán hả? Chợ mới An Giang nha. Đó có ai ấy mua dùm ông chủ này nha. Cá lóc đây. Có ai mua dùm. Bán ngay đối diện với trường tiểu học Hòa Khánh nha các bạn, thành phố Sa Đéc nha. Quá rồi, mãi vô. Quá rẻ, 32.000 ký cá lóc đầu nhím ngon cô ơi. Mua vài chục ký về thả mương đi con. Mua vài chục ký về thả mương. Trời ơi, rẻ đi màu, mua thêm đi. Trời ơi, rẻ quá trời, mua giùm đi. À, cá lóc nha, cá lóc đồng nha. Ba con đi 40.000. Mua thêm cho cô về nướng chui đồ ăn, làm mắm me rồi đó. Cảm ơn nha, coi chừng rớt. Cá lóc đây. Cảm ơn nha cô. Mua thêm mà về nướng chui đồ dọc đường xin miếng rơm đồ nướng ăn ngon. Có ai ấy về giới thiệu giùm người ta. Cá lóc đồng đây. Mãi vô. Rẻ quá rồi cô ơi. Cái này có mương á ta. Thả rộng ăn nha. Như vậy là mấy người mà người ta nuôi rồi vốn hết nhiêu rồi không biết hả? Nhưng mà thấy cái ao đó nước nó trong không?
Đồ hồn chiên là ngon lắm trời. Có lắm đây. Cô mua nhiều nhiều về thả ao con. Cậu sát vô một chút đi. Cậu sát vô cô ơi. Cá lóc đây, cá lóc đồng nha. Cá lóc đồng nha. Ba mẹ nhạc ký anh ơi. Cá lóc đồng nha các bạn. Cá lóc đồng nha, cá lóc đồng nha. Ờ đồ nhiếm ngon nhưng mà nuôi bè hả? Nuôi bè vậy là ngon lắm rồi. Là cá nuôi bè không à? Dạ. Nè bằng 2 kg mà 4 bọc. 4 bọc nha. Dạ. Cái này cũng dư dư rồi chứ không nó không. Ờ dư dư chút đi. Cái này về nướng chui là hết sảy luôn. Ba con hay được vậy? Ba con là đủ hai kg. Vậy là bữa nào cũng có bán hả con?